Đấy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với CN Gamer tập tiếp theo của Bluffer. Hiện tại con nhân vật mình đang level 2256, chỉ thiếu 44 level nữa thôi là mình đã đạt được cái mức độ 2300. Đó là mức độ level tiêu chí để có thể săn được cái cây guitar linh hồn, một món vật phẩm truyền thuyết trong từ the game Bluffer. Đương nhiên rồi, trong video clip ngày hôm nay mình sẽ săn cái món vật phẩm đó. Đầu tiên thì mình phải đi cày level, dằn quá cho nên là lại con mèo méo méo mèo mèo nhận quả nhiệm vụ giết con nên đen. Thử random một phát là xem cái vận may của mình hôm nay đến đâu nha anh em ơi. Trái bú đá anh em, ngon. Trong cái video lần trước mình đã bỏ ra một trái bú đá này để farm thông thạo cho kiếm và lấy được song kiếm của Odin. Trong cái video này thì tự nhiên game nó lại bồi lại cho mình một trái bú đá. Nhưng mà hiện tại trái bú đá trên người mình đang full rồi. Trong server của mình đang có Nguyên Dubai, bé dứa cùng với thằng Han báo đời. Mình quyết định là mình sẽ đem cái trái Phật tổ này đi giấu và kêu bọn nó đi tìm. Thằng nào tìm được thì mình sẽ cho bọn nó trái bú đá này. Hút qua bên xin thử đào rua đi. Thế là hiện tại ở đây không có ai cả nhá anh em. Mình sẽ đem cái trái bú đá này đi giấu. Thám đi giấu mình nghĩ là nên để ở xung quanh cái bức tường này thôi. Ê, đợt này mình thấy hợp lý này anh em. Đấy, mình sẽ giấu trong góc này, rất là khó nhìn. Ok, mình sẽ đứng lên trên nóc nhà và kêu chúng nó qua. Ai tìm được đầu tiên thì người đó sẽ sở hữu trái bú đá nhá. Rồi, ba thằng quá hết rồi này. Đi kiếm đây, đi kiếm đây. Trái bú đá đang gặp nguy hiểm. Trái bú đá đang gặp nguy hiểm. Nó đi qua luôn. Không biết gì cả. Trên đây không có đâu. Làm gì mà giấu ở cái chỗ dễ tìm như thế. Và đây là Nguyên Dubai. Nguyên Dubai đang đi săn lùng trái ác quỷ. Liệu anh ta có bỏ lỡ thêm một lần? Ơi kìa. Mình tưởng quả đó là nó bỏ lỡ qua được chứ anh em. Quả đó nó chạy ngang qua xong nó quay ngược lại. Tưởng là quả đó nó bỏ qua cái trái bú đá ngay đây rồi, vãi nồi. Quay trở lại với vấn đề chính trong video ngày hôm nay, mình phải đi cày level cho nhân vật lên đến 2300 để có thể lấy được vui ta linh hồn của Brook. Diệt long song kiếm. Uấy xoa, không rơi chén thắn rồi. Nếu mà có chén thắn đem về đánh Ribinda là cũng tăng được 3 level chứ không ít đâu nhá. Làm nhiệm vụ ở bên khu vực đảo bán tiện thì mình cũng cày luôn thông thạo cho cái song kiếm của Odin. 466 thông thạo rồi. Sau hơn 30 phút miệt mài thì cuối cùng thông thạo của mình đã đạt được 533 và level là 2298. Hai con NPC cuối cùng giúp mình đạt được 2299. Ok, về giết thử đảo rùa nhận thêm một nhiệm vụ giết con Dibla nữa là xong. Uban ở tuto đảo rùa. Bạo huyết kích. Sói ném vào tường. Ui chưa chết luôn. Diệt long xong kiếm. Mình vừa đạt được 2300 tròn luôn nha. Vừa đủ F-Seed luôn đấy. F-Seed nó chỉ lên được đúng một nhít thôi này. Nếu như mà mình muốn lấy cây guitar linh hồn thì mình phải chờ đến đêm trăng tròn. Cho nên là trong cái thời gian chờ đêm trăng tròn, mình sẽ farm cho nó lên 600 mastery cây song đao. 599 rồi. Đây sẽ là đợt quái cuối cùng giúp mình full mastery của cặp song đao nguyên rủa. Úi giời ơi thơm. Mẹ. Chưa lên cái lùng ma nữa chứ. Chưa anh em ơi, phải thêm con này nữa. Ảo thật đây rồi. Và chúng ta đã đạt được mức thông thạo 600 mastery. Đổi sang cây Zoru nhá. Cây Zoru thì mình cũng chưa farm thông thạo nữa, không biết là hiện tại đang bao nhiêu. Mấy cái này thì mình full 600 hết rồi. Ui vãi nồi, cây Zoru đang ở 113 thông thạo anh em à. Ít vậy, không farm nó luôn. Trời ơi, farm cái mini Zoru trước nha anh em. Chỉ còn 4 thông thạo nữa thôi thì mình đã đạt được 600 rồi. 600 mastery. Đổi sang cây Zoru lớn. Này giờ mình ngồi chờ thì nó đã sắp xuất hiện được cái đêm trăng tròn rồi. Và làm nhiệm vụ thì mình khuyên anh em nên làm bằng cây kiếm Shisui này. Vì sao thì tí mình chạy qua mình giải thích cho các bạn biết. Nhưng mà các bạn phải có thanh Shisui này nhá. Tele qua khu vực lâu đài bóng tối. Các bạn chạy qua bên tay phải này, nó sẽ có mấy con NPC ở bên đây. Các bạn có thấy không? Tổng cộng là 6 con. Các bạn gộp 6 con NPC này lại dùng mình. Mỗi con các bạn chém một chém như thế thôi nhá. Khuyên là các bạn nên luyện tập trước. Vì cái lúc mà thực hiện là chỉ có trong đêm trăng tròn nó thôi. Hết đêm trăng tròn là các bạn không lấy được cây đàn guitar đâu. Khuyên các bạn là nên làm test trước đi. Gộp lại. À, sao chúng nó không đứng lại một chỗ nhờ? Gộp lại con nào mấy thằng rắn con này. Đấy, góc này. Đó. Các bạn xài chiêu làm sao mà cho chuẩn 6 con nha, như này. Đó là cứ chém phát nào là phải được 6 con phát đó. Đừng có chém con nào mà bị lệch máu cả. Lệch máu là các bạn phải làm lại đấy. Cho nên là tập trung sử dụng mấy cái skill cho nó chuẩn vào. Phát cuối cùng các bạn nhớ giết hết chúng nó cùng một lúc như thế này.
Như thế là được nhá. Nhớ là phải làm như thế thì mới hoàn thành nhiệm vụ đây. Cho nên là anh em cố gắng luyện tập trước đi. Tiếp theo thì anh em qua bên này làm nhiệm vụ đếm mộ này. Đếm bia mộ nhá, chứ không phải là đếm miếng đất đâu. Ví dụ như bên đây là có 5 này, bên đây là 6 hay 7 này. Bên nào nhiều hơn thì các bạn chọn vào bên đó là xong. Mỗi server mỗi khác, cho nên là trời sáng thì các bạn đếm trước đi. Ban đêm đỡ lũ. Đó thì dành cho những bạn nào mà mắt kém thôi, nhưng mình ban đêm vẫn nhìn được thoải mái. Mấy con game khác tối thui hơn gấp đôi gấp ba mình vẫn nhìn được mà. Có thêm một cái nhiệm vụ là các bạn đếm mấy cái cúp, nhưng mà khi mà các bạn nhận nhiệm vụ thì mấy cái cúp nó mới xuất hiện. Các bạn nhìn lên đó đếm rồi xong rồi các bạn chọn vào đây. Tí nữa mình làm thì các bạn sẽ hiểu, chứ giờ mình giải thích thì các bạn không hiểu cho lắm đâu. Biết mấy con NPC này cùng một lúc ấy, các bạn nào có Zoru thì xài Zoru nhá, vì chiêu nó to hơn và nó dễ trúng hơn. Đây là mình sử dụng Shisui để cho những bạn nào mà không có Zoru, những bạn đó biết rồi, những bạn đó có thể thực hiện được. Ánh trăng tròn soi sáng xuyên qua những tầng mây đây rồi. Giờ mình sẽ chạy qua bên cái mộ bên đây nhận nhiệm vụ. Các bạn có thấy cái dấu hỏi chấm bên cái mộ này không? Các bạn chọn vào cái phần cầu nguyện, lời thỉnh cầu của bạn đã được đáp lại. Thế bạn có muốn chơi một trò chơi không? Có. Ok, bắt đầu chơi. Cái nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ mà giết mấy con NPC mình vừa chỉ các bạn luôn đấy. Một lúc là phải hạ gục được hết 6 con này, còn không là các bạn phải làm lại. Má, có con nó không được mình rồi. Nào, mẹ đừng làm ta mất thời gian nào. Xuống đây. Xuống đây. Này tết là mượt lắm mà cơ. Sao cái lúc thực hành nó ôi trời ơi này. À gộp lại mấy thằng lăn con. Gộp lại. Má chúng nó không nghe lời rồi. Bỏ mẹ rồi anh em ơi. Bỏ mẹ rồi. Mấy bọn này nó lì quá. Sao lúc này làm tết là mượt lắm mà nhở. Đây rồi. Mày bố lao bố liếu ề. Tấm kết. Đang rất là mượt. Đang vô form nha anh em nha. Vô form. Rất là vô form. Mình đã giật trước qua 2 lần rồi và 2 lần đều đạt được mà. Nên là lần này. Ơ kìa, sao có con ít máu, con nhiều máu này. Thôi xong rồi. Mà cái lùng mà. Lỡ rồi mà. Hư nhiệm vụ rồi anh em ơi. Không xong. Chờ chúng nó spoil lại làm tiếp. Đấy, cho nên là đấy là lý do mà mình kêu là các bạn cố gắng tập trung ấy. Đây chúng nó spoil rồi. Này hai phát mình làm test gì thì lại ăn mà. Cái lúc mà thực hiện thì lại chật. Áp giờ thực sự anh em ạ. Nếu hiểu kiểu gì. Tâm kích. Rồi. Vô form này anh em. Phát này là vô form thật rồi này. Tâm lặng chảm này. Vô form. Tâm kích. Rồi. Phát cuối cùng. Vô form. Như thế là đã hoàn hảo rồi nha các bạn. Alo, hoàn thành chứ rồi. Nó hiện lên cái chữ hoàn hảo. Là nó kêu là mình xong rồi đấy. Do chỉ đếm là bên nào mà nhiều cái bia mộ hơn thì các bạn cứ chọn vào bên đó. Bên đây có 5, bên đây nhiều hơn này. Bấm sao cho nó thành màu trắng như này là được nha các bạn. 2, 4, 5, cái này nhiều hơn. Đây, cái này chắc chắn nhiều hơn. Cái cuối cùng là bên này. Ok, xong. Rất là đơn giản với cái nhiệm vụ đếm bia mộ. Nhiệm vụ thứ ba các bạn đâm thẳng vào cái tòa lâu đài. Xong rồi đi lên khu vực lầu 2. Bên tay phải sẽ có một căn phòng. Có con NPC đang đứng. Ơ sao đọc mẹ tưởng nó đóng cửa luôn chứ. Xin chào. Không giao nhiệm vụ luôn. Xin chào cái biến mất luôn. Nó cứ chạy thẳng ra đằng sau này. Rồi anh em sẽ thấy ở bên đây có mấy cái cúp này anh em thấy không? Các bạn để ý vào cái quai cúp nhá. Quai cúp dọc, quai cúp ngang. Không có cúp thì chọn là không có gì. Các bạn nhìn kỹ này. Dọc không, dọc không. Không ngang, không ngang. Xong rồi các bạn chạy thẳng xuống dưới cái hầm. Ở dưới này thì cái bảng nó đã biến mất. Rồi chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh cái này. Không ngang, không mà ngang. Dọc này, không, dọc không. Đó, đơn giản đúng không? Nhớ được trong đầu luôn mà. Nhiệm vụ cuối cùng là cái nhiệm vụ mà chỉnh màu của ống nước các bạn ơi. Sau khi chỉnh màu các bạn có thể lấy được cái guitar linh hồn. Màu ống nước thì các bạn để ý lên trên đầu ấy. Xong rồi chỉnh mấy cái bảng màu ở dưới chân. Đây là màu đen, cái này là màu đỏ. Này không có gì này. Cái này là săn lá cây. Hình như là mỗi server là một khác nhau ấy anh em ạ. Cho nên là anh em cố gắng để ý nhìn màu gì thì bấm màu đó thôi, chứ đừng có bấm theo như mình lỡ sai ấy. Màu đỏ này. Cái này là màu đen. Còn cái cuối hình như cũng... Ủa thế sao không được nhở? Cái đầu tiên mình sai cái đầu tiên hay sao? Đây cái đầu tiên là cái màu săn nước biển trên tường. Rồi. Thế là xong. Nó hiện được cái chữ chúc mừng này là xong. Và nơi cái đoạn thùng điện này nó sẽ có một cái hỏi chấm khác này các bạn bấm vào.
lắp ráp guitar linh hồn Jesua, đơn giản vãi nồi không. Món vật phẩm guitar linh hồn truyền thuyết của các bạn đây, rất là dễ lấy. Mà các bạn nên nhớ là muốn lấy được cái cây guitar linh hồn này, các bạn phải chuẩn bị những cái là 500 xương. Là các bạn farm mấy con NPC ở trên cái hòn đảo lâu đài bóng tối này thì các bạn được xương này, 500 xương là thứ nhất. Thứ hai là vật chất kỳ dị, các bạn sẽ farm những con NPC ở con thuyền ma ám ở C2. Và cuối cùng là nguyên thạch bóng tối, các bạn giết Roden ở cái C2 nốt. Các bạn phải tập hợp đủ ba cái đó, và đặc biệt là phải có 5000 điểm F nữa, các bạn mới đổi được cây guitar linh hồn. Farm một chút level cho cây guitar linh hồn để test skill nhá. Đây cũng là một món vật phẩm truyền thuyết mà, cho nên là mình cũng phải xem skill nó như thế nào. Thực ra là mình thấy bọn kia sử dụng rồi, nhưng mà mình muốn tự tay mình test chứ đúng không em? Thế nó mới chuất. Cái đàn này hiệu ứng đẹp vãi. Skill chuột trái là nó bắn ra một cái luồng đạn. Cái đàn này được xếp vào súng ấy. Đu. Mình nhớ không nhầm là lần trước mình giết là lên được 117 thông thạo. Lần này không biết là có đúng không. 100. Con số đã được tăng lên. Ui. Ôi. Ôi. 151 thông thạo luôn. Ủa. Sao lần trước mình nhớ là mình giết được có 117 thôi ta? Hay là mình nhớ lộn nhở? 151 nó mở được cái skill Z luôn anh em. Hãy xem tia tử quang của đàn guitar đây. Quấy xa. Ồ, đéo dính. Đéo dính anh em ạ. Tia tử quang. Đéo dính họ cái, nó lên đam từ từ nhá. Thế là thông thạo lên được 172. Ui rồi. Guitar linh hồn lên 196. Con này nữa là chắc chắn là đạt được level hơn 200. Chính xác là 207. 217 tăng 10 level. Tia tử quang. Xôi ôi, cái hiệu ứng nó chất. Không hổ danh là món vũ khí truyền thuyết. Không như cái tam kiếm của Zoloa Ronaldo, mẹ phèn đéo chịu được. Nó chém nó đúng cái lốc xoáy. Mà lốc xoáy thì nó cứ đồng đồng kiểu gì ấy. Để bao nhiêu đây? 294, 6 level thôi. Rất chán ăn. Đây rồi, ui, vừa tròn 300 thông thạo luôn. Đỉnh cao. Lục quang tối thượng. Wow. Thực sự thì mình đã thấy cái skill này bọn Nguyên sử dụng vài lần rồi, nhưng mà giờ mình mới đích thân được sử dụng. Mình sẽ kêu thằng Nguyên sử dụng và mình đứng nhìn cho các bạn xem. Đánh đi. Ui. Ba hiệu ứng nhức cái nắt luôn đấy anh em ạ. Ôi ôi. Mà anh em sử dụng chiêu cuối này, nếu như mà đánh trúng kẻ địch thì anh em sẽ được hồi máu nha anh em. Jesua, các bạn vừa được xem quá trình mình lấy cây guitar linh hồn này. Và các bạn đang xem nhớ để lại mình một cái nút like, đăng ký đi nếu như các bạn chưa đăng ký, và bật nút chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Bye. Bye.